chính chị là người bỏ xuống vào phòng con Thư Kỳ đúng không? À, chị đâu có liên quan. Mà tại sao em cứ phải khẳng định đấy là chị? Em không tin đấy là thuốc của nó à? Cho dù nó có bị người khác hại đi chăng nữa, em cũng không nên nghĩ đấy là chị chứ. Chẳng nhẽ trong mắt em, chị xấu xa đến mức thế cơ à? Không phải chị thì còn ai nữa. Từ lúc tụi nó vào đây tới bây giờ, chỉ vì chị mà chưa một ngày được yên ổn. Tha cho tụi nó đi, đừng hại nó nữa. Cuộc đời tụi nó khi không có chị đã khổ lắm rồi. Nó là gì mà tại sao em lúc nào cũng bênh vực nó thế? Hay là em với nó? Nó là đồng nghiệp, là đàn em của tôi. Vậy chị là gì? Không là gì cả. Em không biết. Hay là giả vờ không biết. Chị đang nói cái gì vậy chị Linh? Trong Lan Cưới Phường này, em là người duy nhất chị quan tâm đấy. Em có biết là chị muốn đi khỏi đây bất cứ lúc nào cũng được không? Nhưng mà bởi vì em nên chị mới ở lại đấy. Em không hiểu chị đang nói cái gì. Chị nói như vậy mà em cũng không hiểu à? Chị yêu em. Đã vào tới chỗ này, mày tưởng mày cao sang lắm hả? Trước sau gì á, thì mày cũng bị bọn đàn ông cưỡi lên người mày thôi. Mày đừng có giả bộ thanh cao nữa. Bọn mày có quyền gì mà bắt tao về hầu hạ bọn mày? Vì mày là người mới, và luật ở đây là như vậy. Mày muốn mở miệng ra nói cái gì á, được tụi tao đồng ý rồi mày mới nói. Mày đừng có nghĩ mày có chút nhan sắc mà hống hách. Đã đến ở đây á, trước tiên á là mày phải học cách tôn ti trật tự trước đi. Tôn ti trật tự? Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà đòi người khác tôn trọng, lại còn bảo tôn ti trật tự? Vậy thì để hôm nay tao cho mày một bài học coi mày còn già mồm nữa không. Lại cái trò ma cũ ăn hiếp ma mới hả? Nước sông không phạm nước giếng. Chuyện của tụi tao á thì mày đừng có chỏ mỏm vào. Tao thích. Rồi sao? Khôn hồn thì cút. Cái Lan Quế Phường này không phải muốn đánh là đánh. Trên còn có má, dưới còn có chị em. Tụi bay thấy làm sao được á? Là tao rất là thích sáng sớm ngày mai nghe tiếng roi và tiếng tụi mày hét ngoài sân. Chắc là gợi cảm lắm. Đây. Cảm ơn em. Tụi nó nói cũng đúng đó. Từ nay bớt ngang ngạnh, ương bướng đi. Không phải lúc nào tôi cũng thấy mà cứu chị được đâu. Chị biết cái giá phải trả cho cái việc mọi người biết đến chuyện này không? Linh cáo từ trước đến nay chẳng sợ bất cứ một cái gì trên đời này cả. Chỉ sợ nếu em muốn ra khỏi đây bất cứ lúc nào, chỉ cần em muốn, chị sẽ đưa em ra. Má là người đã nhặt em về nuôi từ khi ba mẹ em còn bỏ em. Em một ngày là người của Lan Quế Phường thì chết cũng là ma của Lan Quế Phường. Và em cũng nói luôn, em không thích chị. No.
không biết kỳ này Từ tiên sinh kêu tụi mình tới đây có chuyện gì không? Chắc là ông đem lịch tới ông tặng cho Vũ Cơ đó. Đúng rồi, Châu Lý tặng lịch cho cái phường mà đâm thuê chém mướn đem về để gói xác hay làm gì? Giờ sao? Giờ ông muốn tôi gói xác ông không? Cái gì? Hả? Mày đòi gói xác chứ? Hả? Cái gì? Thôi đi! Mọi người muốn đâm chém nhau á thì đi ra ngoài đường kia. Ngồi trong đây mà cái đấu võ mồm với nhau ồn ào quá à. Nói kiếm chuyện trước đó. Thứ gì á? Rượu mời không muốn uống? Muốn đồ thuốc hả? Sao? Mày chứ sao? Hả? Lâu ngày anh em mới gặp nhau một lần mà chúng mày đòi chém nhau hả? Nào, chém đi. Để tao coi. À thôi, tụi nó giỡn đó mà Từ tiên sinh. Mà chẳng hay hôm nay có chuyện gì mà Từ tiên sinh tụ tập tụi tôi tới đây vậy hả? Tôi đến đây thay mặt lão đại có thông báo lớn đây. Ông Bàng bị thanh tra cách chức rồi. Bây giờ chúng ta không có người chống lưng. Tôi nghe nói sếp mới lên là người rất cương trực, cho nên chúng ta khó có người chống lưng. Ông ta từ chối cuộc gặp của bên mình và có một thông tin ngầm. Ông đang tổ chức một cuộc truy quét lớn. Hay là cho đàn em của em thủ tiêu đi. Không được, chuyện này chuyện lớn. Nếu đụng đến là tổng thanh tra cho người đến thanh tra, mình còn chết nữa. Vậy mình có cách nào để giải quyết không vậy? Hiện nay chúng ta đang cho mốc đội ở bên đó, cho nên mọi người cứ ngừng mọi hoạt động, chờ thông tin mới thì chúng ta tiếp tục. Nói như vậy thì chết đói cả đám rồi. Vậy mấy cái ba cái lớp của em còn làm ăn được cái gì nữa? Thì chú cứ làm ăn bình thường, đừng có manh động là được rồi. Vậy mấy đứa gái của em thì sao đây anh? Cho nó đi nó quen một thời gian. Nhưng ít ra lão đại cũng phải cho tụi tôi biết thời gian đó là bao lâu chứ. Ít nhất thì cùng hết năm nay. Lần càn quét này là lớn. Ai khôn thì sống, ai liều là chết. Mọi người về chuẩn bị đi. Tính ra thì Hồng Thất Gia đâu ảnh hưởng gì đâu. Quán ba với mở ầm ầm, chỉ có bọn mình là chết đói thôi. Ông bạn nói hay quá. Không lẽ tụi nó vô ba chơi, cho nó ăn trái cây uống nước suối, rồi tôi lấy gì kiếm lời hả? Cái người mà không bị ảnh hưởng á là chị Hoa Hồng nè. Gái ở đây làm ăn không được, đẩy qua nước ngoài cho nó làm bên đó là xong. Bộ mày tưởng á, làm visa cho gái đi qua nước ngoài á là dễ lắm hả? Chưa kể á, khi đi qua bên đó còn đụng với địa bàn, với hội này hội kia. Một á là nó đập gà mày, hai á là nó cướp gà mày. Mà nhiều con á hả, nó đi qua bên đó nó kiếm chồng Việt kiều bên đó, rồi nó trốn ở bên đó luôn. Coi như mày á mất cả chị lẫn chài đó em. Như vậy là ăn cứt cả lũ rồi. Chẳng lẽ bây giờ đi đòi nợ á mà giờ đi xin tụi nó à? Hôm nay má triệu tập mọi người tới đây là để báo cho mọi người một cái tin khẩn cấp, là sắp tới Lan Quế Phường của tụi mình tạm ngưng một thời gian. Ủa? Năm nay nghỉ Tết sớm hả má? Không phải vậy đâu. Hay là má định kêu mình đi tiêm pudding? Ai biết. Trời tự. Trời ơi, tụi bay làm như má chết tới nơi rồi hay gì tụi bay loạn dữ vậy? Hả? Con quỷ, hung nó miếng nói lại mày. Dạ. Tụi tao chết thiệt sao? Xin lỗi má. Nghe này các con, đây là chỉ thị trên đưa xuống, chúng ta phải tạm ngưng hoạt động thời gian để tránh truy quét, hiểu chưa? Dạ. Trong thời gian này chúng mình phải ẩn mình, không có được ra ngoài, nghe chưa? Nếu ra ngoài thì ra ít ít thôi, hạn chế lại. Và còn một điều này nữa, chúng ta không biết án binh bất động bao nhiêu lâu, nên trong thời gian này chúng ta nên thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm hết mức có thể. Không má, không. Trời ơi, thắt chặt chi tiêu thì đồ tiền đâu mà mua. Nghe nói nè, cắt giảm mỗi tháng chỉ còn phân nửa thôi.
Không, má ơi, đồ con về cắt còn nữa, sao bận má? Riêng mày cắt hết, không còn một đồng bạc nào luôn. Má làm gì thiệt luôn hả? Mày mặc đồ hiệu không phải không? Bán mấy cái đồ này mà ăn con. Má, trời ơi. Còn nữa, nói ngưng hoạt động không có nghĩa là dừng lại tất cả. Trong thời gian này vẫn phải luyện tập cho nhuần nhuyễn để chuẩn bị đại hội đệ nhất kỵ nữ, phải lấy lại danh dự cho Lan Quý Phượng chúng ta, nghe chưa? Dạ. Cố gắng đi tụi con. Nghe xong cái chuyện này má buồn dữ lắm. Ủa má, chuyện buồn mà sao hôm nay má bận đồ tươi vậy? Mặc đồ tươi xong mới nghe chuyện buồn, cũng giống như con vậy đó. Giải tán mù sình đi mấy quỷ ơi. Thằng Long xóm chùa 20 triệu, thằng Hề quận 9 30 triệu, ông Quý xóm củi 15 triệu, ông Chính Sáng 40 triệu. Còn em có nợ gì không? Không. Sao tự nhiên anh lạnh lùng với em quá vợ? Lạnh hồi nào? Thì đó, thái độ lạnh lùng, cái mặt thì lạnh tanh. Không có. Hôm trước em với thầy Hùng không có gì đâu nha, anh đừng nghĩ lung tung á. Chuyện của hai người thì có liên quan gì đến tôi đâu. Đừng có nói với em là anh ghen đó nha. Không có mà. Không có thì tại sao anh lơ em? Anh đã bảo là không có. Hay là anh ngại chuyện bữa trước anh đánh em? Thôi không có sao đâu, em biết cái đó là nhiệm vụ của anh thôi mà, em không có trách anh đâu. Ừ, biết rồi. Vậy cười rồi là què nha. À, sắp tới Lan Quế Phường phải nghỉ một thời gian nên em sẽ không phải đi khách nữa. Vậy là mình sẽ có nhiều thời gian ở gần nhau hơn. Đây, để em phụ cộng tiền nợ giùm cho nè. Thôi công việc này để anh. Đâu cho em coi với. Trời đất ơi, đi làm được mới có mấy ngày mà giờ đóng cửa rồi. Bộ số tụi mình là số con rệp hả? Sao xui dữ vậy? Thôi, thì coi như là có thêm thời gian để chuẩn bị cho đại hội đệ nhất kỹ nữ đi. Mấy cái đứa này ngộ nghĩnh dễ sợ. Nghỉ có mấy ngày thôi mà làm thấy ghê vậy. Nè, không thấy tao hả? Lâu rồi có khách book đâu, mà tao có than méo đâu, than hoài. Mà tính ra là cũng khá lâu rồi. Phòng không chiếc bóng, đóng bụi tùm lum, màn nhện thì giăng khắp lối. Chị cứ nói quá không à. Biết đâu á, sau này mối tình đầu của chị sẽ sớm quay lại, nói là tình xưa với chị thì sao? Nghe em nói, chị rần rần hết cả người. Ê, kêu. Dạ. Làm gì cái mặt ụt xuống một cục vậy? Đâu có gì đâu chị. Có gì thì nói đi. Hay là được nghỉ không được đi kiếm tiền nữa nên buồn hả? Không đâu. Tao thì nghĩ nhiều khi bây giờ nó yêu nghề giống chị Thu rồi, không được đi làm nên nó buồn á. Cái biểu hiện này nè là biểu hiện của mấy đứa đang yêu. Chắc không được đi ra ngoài gặp cái anh chàng bên kia nên buồn, đúng không? Dạ. Thấy chưa, dạ. Tao nói mà. Ôi. Tao hay không? Hay. Tao luôn luôn đúng. Quá hay. Mà sao chị biết hay vậy? Thì tại thời đó tao cũng từng như vậy. Cái gì? Hồi xưa chị cũng vậy hả? Kể đi. Hồi xưa có một anh khách hàng hay bút chị lắm, mua sắm đủ thứ cho chị, dắt chị đi du lịch nữa, rồi còn hứa là chuộc thân cho chị, cưới chị về làm vợ, cho chị sống trong giàu sang sung sướng. Nhưng mà đến một ngày, chuyện gì tới nó cũng phải tới thôi.
Chuyện gì tới vậy chị? Một ngày đẹp trời nọ, chị phát hiện ra ổng đã có vợ và có con. Trời đất thánh thần thiên địa hội ơi, cái ngày hôm đó chị khóc như một con điên, không ăn không ngủ gì luôn. Riết hả, mặt mày xanh lè xanh lét, người thì ốm như con khô hú. Rồi sao nữa chị? Chị đau khổ lắm em, chị khóc ròng rã luôn, nhưng mà chị vẫn quyết định chia tay. Cái gì á cũng có thể không biết, nhưng mà phải biết thân biết phận. Ừ, nhưng lỡ đâu người ta yêu thương chị, chấp nhận bỏ vợ bỏ con, vì chị thì sao? Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi nha. Làm gái nhưng cũng phải có đạo đức nghề nghiệp nha. Em nghĩ đi, em giật của người này thì cũng sẽ có người khác giật lại của em thôi, đúng không? Nếu là em á, em làm sao? Thôi chị. Cái chị nói là hoàn cảnh của chị thôi. Đừng nghĩ lung tung nha. À mà nè, cái chuyện này á là phải giữ bí mật tuyệt đối nha. Má mà biết là mềm mình đó. Dạ, tụi em biết rồi. Anh Phong. Có chuyện gì? À, dạ đâu có gì đâu, mà tại bên gian của em á, cái mái ngói nó bị dột cho nên đó là cơ sở vật chất. Cô đi báo với mấy tu nữ đi. Dạ. Mà mấy hôm nay cơ sở của mình ngưng hoạt động, anh còn lau chùi cái đó làm gì vậy? Thứ nhất, đây không phải là chuyện của cô. Thứ hai, cô cũng không có lý do gì để hỏi chuyện này. Thứ ba, nên nhớ rõ những gì tôi vừa nói, đừng có dài dòng. Đáng thương thật. Chị nói cái gì? Chị có nói gì đâu. Chị nghĩ là điều chị muốn thì em cũng đang muốn. Chị nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Chị biết là em thích Phong. Vừa đẹp dai, múi nào ra múi nấy. Đến chị còn thích nữa là. Chị làm gì mà căng thế? Đùa thôi. Đường đường là một đàn chị, chẳng nhẽ lại đi cướp của em. Nhưng mà chị biết có một đứa muốn cướp Phong của em đấy. Chị nói cái gì? Không biết à? Để chị nói nhỏ cho nhá. Thư Kỳ đấy, người chị em mà đã ăn chung ngủ chung, ở cùng phòng với em đấy, muốn cướp Phong. Chị nó láo. Thư Kỳ nó, nó lợi dụng Phong. Nó lợi dụng Phong để chở nó đi, sau đó dụ dỗ ngon ngọt. Chẳng có con mèo nào thấy mỡ đến miệng mà lại không húp cả. Chuyện của tôi không chịu quan tâm. Đợi em chút nha. Sao nhìn mặt anh buồn hiu vậy? Bộ anh sợ má la hả? Sợ chứ. Nhưng mà anh sợ em buồn hơn. Vậy anh chở em tới đây anh có buồn không? Buồn. Nhưng mà anh không muốn thấy em vậy. Thôi, vô tâm sự đi nhanh đi. Rồi anh chở về. Dạ. Anh, em tới rồi nè. Em trốn má ra đó. Em nhớ anh muốn chết luôn. Không biết anh có nhớ em không?